Thật khó tin rằng cho đến ngày nay vẫn còn những người trên hành tinh của chúng ta sống một cuộc sống nguyên thủy. Thay vì điện và khí đốt, họ sử dụng lửa và quần áo của họ bao gồm da động vật hoặc rải lá. Một số người trong số họ đã có nhiều liên hệ với thế giới bên ngoài, nhưng họ chọn không đánh mất sự độc đáo của mình. Trong khi những người khác sẵn sàng giết bất kỳ ai bước vào lãnh thổ của họ. Trong video này, bạn sẽ biết về những người dân trên thế giới vẫn sống theo các phong tục cổ xưa của tổ tiên họ và từ chối nền văn minh tận hưởng cuộc sống hoang dã. Chimbu là một nhóm dân tộc Papua bao gồm hàng chục bộ lạc khác nhau. Lãnh thổ chính của họ nằm ở trung tâm hành chính của Kundiawa, nằm ở vùng núi trung tâm của Papua New Guinea ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển. Dân số của nhóm người này khoảng 250.000 người. Phần lớn Chimbu đã trở thành những bộ lạc khá xã hội, không mong muốn phát triển công nghệ, nhưng lại giao lưu với thế giới bên ngoài, mặc dù trong số họ cũng có nhiều các bộ lạc nguyên thủy sống ở mức độ thô sơ. Các hoạt động chính của Kaimu là nông nghiệp, săn bắn và chăn nuôi. Hầu hết các bộ lạc trồng khoai lang và cà phê cũng như nho, lợn, gà và ngựa. Các bộ lạc kém phát triển hơn vẫn tiếp tục săn bắn. Nhiều cư dân khác nhau của các khu rừng nhiệt đới. Văn hóa Chimbu được biết đến với nhiều nghi lễ và phong tục độc đáo, chủ yếu liên quan đến việc trục xuất tà ma và nghi lễ chôn cất người chết. Ví dụ, một trong những nghi lễ phổ biến nhất là nghi lễ Bakla Gen, được tổ chức 5 năm một lần. Trong lần này, Chimbu giết hàng ngàn con lợn. Mặc dù phong tục của họ, nhiều đại diện của dân tộc này ngày nay tuân theo các nhà thờ Công giáo và Tin lành. Chimbu sống theo truyền thống riêng của họ, một ngôi nhà riêng được chỉ định cho đàn ông xung quanh là những ngôi nhà nhỏ cho vợ và con của họ trước đây. Hôn nhân giữa những người này là đa thê, nhưng gần đây họ ngày càng trở nên một vợ một chồng, với người đàn ông luôn được coi là người lãnh đạo gia đình. Gần đây Chimbu đang trở nên nhiều hơn và cởi mở hơn về mặt xã hội. Họ bắt đầu tuân thủ chính quyền địa phương và thân thiện với khách du lịch trong lãnh thổ của họ. Bộ tộc Asma sinh sống ở bờ biển phía tây nam của New Guinea, có diện tích khoảng 19.000 km2. Dân số của họ khoảng 70.000 người. Bộ tộc này được biết đến với nền văn hóa và phong tục khác thường. Người Asma tin vào sức mạnh của cây cối mà họ có thể chia sẻ với mọi người. Vì lý do này, hầu hết người Asma tham gia vào nghề chạm khắc gỗ. Họ tạo ra các tác phẩm điêu khắc bằng gỗ về nghề thủ công của tổ tiên họ. Thuyền linh hồn và hun khói xác ướp của các thủ lĩnh của họ trên than củi. Theo truyền thuyết, Asma được tạo ra bởi một trong những người đầu tiên trên trái đất, tên là Fit. Một ngày nọ, ông đã tạc tượng đàn ông và phụ nữ từ gỗ, cũng như làm một chiếc trống. Khi ông bắt đầu đánh trống và hát, những bức tượng gỗ đột nhiên trở nên sống động và bắt đầu nhảy múa. Những người này đã trở thành đại diện đầu tiên của bộ tộc Asma. Theo quan điểm của họ, người Asma liên kết con người với cây cối. Chân là rễ, thân là thân và đầu là vương miện, giống như một cái cây. Một người có thể sống rất lâu và khỏe mạnh, nhưng những linh hồn ma quỷ có thể cản trở điều này. Người Asma tin rằng nếu một người không chết ngay sau khi sinh hoặc không chết vì tuổi già, thì chính những linh hồn ma quỷ phải chịu trách nhiệm ngăn cản những thực thể như vậy, ngăn cản người Papua sống lâu. Họ tạc tượng người đã khuất từ gỗ tích ngập mặn và cây. Họ tạc tượng người đã khuất từ gỗ tích ngập mặn và cây seo. Những tác phẩm điêu khắc như vậy được gọi là que. Ngay khi tượng gỗ của người đã khuất đã sẵn sàng, tất cả dân làng thực hiện một nghi lễ. Họ đánh trống và bắt đầu nhảy múa để đưa linh hồn người đã khuất sang thế giới bên kia. Sau nghi lễ này, người Asma mang bức tượng vào sâu trong rừng, chặt nó bằng rìu và phủ lá cọ lên trên. Điều thú vị là cho đến cuối thế kỷ 20, người Asma vẫn thực hành tục ăn thịt người. Tuy nhiên, đây cũng là một phần của nghi lễ Papua. Người Asma tin rằng mỗi cái chết của người thân đều phải trả thù, nên họ giết những người từ các bộ lạc khác rồi ăn thịt họ. Hơn nữa, họ dùng đầu của người bị giết để làm lễ nhập môn cho các bé trai. Đàn ông hiện nay, người Asma đã xem xét lại những nghi lễ này và thấy chúng thực sự rất tàn ác, nên họ đã ngừng tham gia vào các vụ giết người và ăn thịt người. 3. Người Serma là một nhóm dân tộc chủ yếu sống ở Ethiopia, với một phần nhỏ khu định cư của họ nằm ở Nam Sudan. Người Serma được chia thành 3 bộ tộc Tơ, Chai và Bada. Tuy nhiên, phong tục và nguyên tắc của họ thực tế là giống nhau. Những người này tham gia vào chăn nuôi gia súc và nông nghiệp. Tất cả người Serma đều từ chối nền văn minh và cố gắng bảo tồn sự độc đáo của họ. Vì lý do này, họ thường chịu áp lực từ chính phủ Ethiopia và Nam Sudan. Những người cố gắng đưa nền văn minh vào xã hội của họ. Đôi khi áp lực như vậy dẫn đến việc giết hại các thành viên Serma. Điều đáng chú ý là người Serma không thù địch với những người khác và đôi khi cho phép những người đến thăm lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, họ vẫn giữ bí mật hầu hết các phong tục và nghi lễ của mình. Đại diện của cả 3 bộ tộc đều rất chú ý đến ngoại hình của họ. Họ trang trí cơ thể bằng những vết sẹo, hoa, thảo dược, EAS và tranh vẽ trên cơ thể.
đồ trang sức truyền thống của phụ nữ Soma như một số lượng lớn nhẫn ở tai và mũi, và đáng chú ý là đĩa môi một đĩa đất sét có đường kính khổng lồ, làm kinh ngạc mọi người trên khắp thế giới. Thủ tục để gắn đĩa giống như tra tấn thực sự. Các cô gái bị đánh bật hai răng dưới của họ, một lỗ được tạo ra ở môi dưới của họ và nó được kéo dài dần dần bằng cách tăng đường kính của đĩa. Người ta tin rằng đường kính của đĩa càng lớn thì cô gái càng xinh đẹp và cha cô sẽ nhận được nhiều gia súc hơn từ tương lai của cô. Với chúng tôi điều này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng các cô gái Soma tự nguyện trải qua thủ thuật này để trở nên hấp dẫn hơn. Đối với nhóm dân tộc này, cơ thể được coi là một loại vải mà chủ nhân của nó có thể trang trí như một nghệ sĩ thực thụ. Đó là lý do tại sao mỗi người trong số họ trông độc đáo và tự hào về vẻ đẹp của mình. Bộ tộc Yali sống ở vùng cao nguyên xa xôi của Papua New Guinea. Những người này từ chối nền văn minh và hầu như không bao giờ liên lạc với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên gặp người Yali Papua xảy ra vào năm 1988. Nhà thám hiểm người Anh Benedict Allen đã bắt đầu một cuộc hành trình nguy hiểm qua những khu rừng rậm rạp của tỉnh Đông Sepik theo Allen. Người Papua chào đón ông bằng màn biểu dương sức mạnh và điệu nhảy sôi động của họ. Gần 30 năm sau, vào năm 2017, nhà thám hiểm quyết định lặp lại chuyến thám hiểm của mình và lên đường một lần nữa để tìm kiếm Yali. Điều đáng chú ý là Benedict Allen đã dành hầu như toàn bộ cuộc đời mình để khám phá những góc xa xôi và nguy hiểm trên hành tinh của chúng ta. Ông đã một mình đi qua vùng Amazon hoang dã, những cánh rừng, băng qua sa mạc và những bậc thang, và đi bộ đường dài đáng kinh ngạc trong điều kiện khắc nghiệt của Nam Cực, và đã từng suýt chết vì vàng. Các nhà quan hệ công chúng Allen đã viết sách về những cuộc phiêu lưu của mình ở tuổi 57. Ông đột nhiên nhớ đến Yali và quyết định đến thăm những người tuyệt vời này một lần nữa. Trước khi bay khỏi London vào tháng 10 năm 2017, ông đã đăng trên trang mạng xã hội của mình yêu cầu không tìm kiếm ông, vì ông sẽ đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy ông. Trong một tháng không có tin tức gì về Explorer, nhưng vào tháng 11 cuối cùng ông đã được tìm thấy tại một trong những đường băng bỏ hoang ở Papua New Guinea. Theo nhà nghiên cứu, người Yali đã tiếp đón ông rất tử tế. Họ cho phép ông quan sát cách sống của họ và thậm chí còn tiến hành nghi lễ trưởng thành cùng ông. Nhờ lòng dũng cảm của nhà thám hiểm người Anh, thế giới đã biết rằng người Yali tham gia vào hoạt động săn bắn và hái lượm và thỉnh thoảng tấn công các bộ lạc lân cận. Vũ khí của họ là cung và giáo. Người dân này rất tận tụy với truyền thống phong tục và niềm tin vào linh hồn người Yali, không muốn tham gia vào các mối liên hệ thường xuyên với thế giới bên ngoài, vì đây là cách duy nhất họ có thể bảo tồn sự độc đáo của mình. Có lẽ không ai trong số các bạn từng nghe đến một dân tộc có tên là Naga, mặc dù lịch sử của họ rất thú vị. Naga sống trong những khu rừng rậm rạp nằm ở phía đông bắc Ấn Độ trên biên giới với Myanmar. Cần lưu ý rằng đây không phải là một bộ tộc nhỏ. Naga chỉ đến toàn bộ một nhóm bao gồm 40 bộ tộc có quan hệ họ hàng. Dân số của dân tộc này là 2 triệu người từ thời cổ đại đến ngày nay. Người Naga tham gia vào săn bắn và nông nghiệp. Những người thợ săn của bộ tộc này nổi tiếng vì sự dũng cảm và sức mạnh của họ. Trong quá khứ, họ có thể tham gia vào cuộc chiến một chọi một với hổ và đánh bại nó. Hiện nay người Naga cũng phát triển nghề gốm và nghề rèn. Trong gia đình của những người này, đàn ông nắm giữ quyền lực nhưng phụ nữ không bị coi là nô lệ. Họ có quyền và nghĩa vụ của mình, chủ yếu là họ chăm lo công việc gia đình, nuôi dạy và giáo dục con cái. Điều thú vị là ngôi nhà của cha mẹ được thừa kế bởi con trai cả. Có vẻ như những người này sống cuộc sống bình thường và không làm hại ai. Tuy nhiên trong một thời gian dài người Naga được gọi là thợ săn đầu người. Thực tế là cho đến tận cuối thế kỷ 20, đại diện của các cộng đồng khác nhau đã tiến hành chiến tranh bất tận với nhau. Nguyên nhân của mối thù là tranh chấp lãnh thổ. Khi chiến binh Naga giết kẻ thù, họ lấy đầu của kẻ thù làm chiến lợi phẩm. Chiến binh càng thu thập được nhiều đầu thì anh ta càng trở thành thành viên danh dự của cộng đồng. Chiến binh khát máu có thể được nhận ra bởi số lượng lớn hình xăm trên cơ thể của anh ta. Người Mohan là một nhóm dân tộc Nam đảo sống ở quần đảo Andaman, bờ biển phía tây của Thái Lan, và quần đảo Mersey ở Myanmar. Dân số của họ khoảng 3.000 người. Người Mohan là một dân tộc du mục bao gồm một số bộ lạc, một số trong đó thực sự độc đáo. Những bộ lạc này hầu như không bao giờ đặt chân lên đất liền, sống trên biển trên những chiếc thuyền gỗ gọi là kabang. Họ đã thích nghi rất tốt với môi trường đến nỗi họ đã học được cách di chuyển trên vùng biển rộng lớn. Cơ thể của họ dường như đã tiến hóa để trở nên hoàn hảo cho việc câu cá dưới nước. Mohan có thể nín thở trong nhiều phút khi lặn. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng lá lách của họ lớn hơn nhiều so với những người khác trên trái đất, giúp họ trong nỗ lực này. Hơn nữa, nước biển không gây kích ứng mắt của họ. Màng nhầy cho phép họ nhìn rõ dưới nước. Những đặc điểm này thực sự đáng kinh ngạc. Theo Mohan, truyền thuyết tổ tiên của họ đã từng sống trên cạn và là thần dân của một vị vua có con gái đã bị biển cả bắt đi. Nhà vua đau buồn đến nỗi ra lệnh cho tất cả người Mohan đi ra biển cả để tìm kiếm nàng và không được trở về nếu không có công chúa. Kể từ đó, những bộ lạc này đã lang thang trên biển với hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy con gái của nhà vua. Các nhà khoa học không tin vào câu chuyện như vậy sau khi tiến hành nghiên cứu DNA về người Mohan.
họ phát hiện ra rằng những người trong các bộ lạc này là hậu duệ của người Austrian Melanesian từng sinh sống ở quần đảo Ji ở Indonesia. Những người này cũng sống theo lối sống du mục và tham gia vào việc săn bắn và tụ tập trên đất liền. Tuy nhiên, theo thời gian, một số người trong số họ di chuyển ra biển để tham gia đánh bắt cá. Thuyền dùng làm nhà của họ, họ nấu ăn trên đó. Những căn phòng nhỏ được sử dụng để du trẻ em ngủ và tất nhiên họ lang thang trên biển. Một gia đình 5 người có thể sống trên một chiếc thuyền như vậy. Cuộc sống trên mặt nước đầy rẫy nguy hiểm. Người Moken thường thấy mình ở tâm chấn của các thảm họa thiên nhiên và chết. Vì lý do này, một số bộ lạc đã cam chịu cuộc sống trên cạn. Tất cả những yếu tố này ảnh hưởng đến số lượng cư dân biển Adik và theo thời gian, số lượng ngày càng ít Moken dành riêng cho truyền thống của họ. Người da đỏ Kubo hay bộ tộc Disala như họ tự gọi mình là người bản địa của Brazil. Những cá nhân này cư trú tại vùng Vando Javari ở phía tây Amazon. Các thành viên của bộ tộc này nằm trong số ít người từ chối tiếp xúc với nền văn minh. Cuộc chạm trán đầu tiên của người Kubo với đại diện của FAI, cơ quan bảo vệ người da đỏ bản địa, diễn ra vào năm 1972, đã đề cập đến cuộc chạm trán này không thành công vì một số nhà nghiên cứu đã bị giết sau đó. Sự cố không ai muốn mạo hiểm vào lãnh thổ của bộ tộc này. Tuy nhiên, vào năm 1996, nhà nghiên cứu Sydney Polo và nhà báo Paul Rafael đã thiết lập được mối quan hệ tin cậy với người da đỏ. Kể từ đó, người Kau đã nhận được các loại vaccine cần thiết và một số hỗ trợ từ cơ quan này. Tuy nhiên, điều này không làm cho bộ tộc này bớt hung dữ hơn với những người khác. Người Kau thường xuyên giết và tiếp tục giết tất cả những người lạ xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Sự cố mới nhất xảy ra vào năm 2020 khi người da đỏ giết 3 người đốn gỗ không biết về cuộc tấn công. Các hoạt động chính của bộ tộc Kau bao gồm săn chim, nhện và cá thịt. Thỉnh thoảng họ sử dụng các kỹ năng của mình để tu tập ngũ cốc. Vũ khí chính của bộ tộc này là một cây gậy dùng để tấn công. Họ sử dụng phi tiêu tầm độc thường xuyên nhất. Họ sử dụng những phi tiêu như vậy để tấn công người, do đó thực tế là không thể xác định được vị trí của bộ tộc Kau tại thời điểm bị tấn công. Ngoài việc tấn công người lạ, người Dalala thường giết người từ các cộng đồng lân cận khác và tham gia vào những cuộc đấu đá nội bộ. Gần đây, một vụ bê bối đã xảy ra trong bộ tộc đã chia rẽ bộ tộc này thành hai gia tộc Waring. Như bạn có thể đã biết, người Kau không chỉ là những người từ chối nền văn minh vì sự độc đáo của họ. Những người da đỏ này rất hung dữ và đổ máu là một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ. Người Alai Kazakh là một nhóm dân tộc nhỏ đã bảo tồn truyền thống săn bắn bằng đại bàng vàng của tổ tiên họ. Dân số của họ chỉ hơn 10.000 người. Những người trong số tất cả Alai Kazakh không quá 100 cá thể tiếp tục thực hành nghệ thuật săn bắn của tổ tiên họ. Với sự hỗ trợ của đại bàng vàng, nhiệm vụ của những thợ săn như vậy không hề đơn giản, vì trước khi thả chim đi tấn công con mồi, trước tiên nó phải được thuần hóa. Để làm điều này, Alai Kazakh mạo hiểm vào núi để tìm kiếm tổ đại bàng. Từ tổ chúng chỉ bắt những con chim non, nhưng chúng không được lớn hơn. Việc thuần hóa một con đại bàng vàng trở nên gần như không thể. Hơn nữa, thợ săn thường chọn con cái vì chúng nhiều hơn, hung dữ với con mồi và lớn hơn con đực. Alai Kazakh dành nhiều thời gian với chim non để chúng làm quen với cuộc sống với con người. Khi đại bàng vàng bắt đầu tin tưởng và vâng lời chủ của mình, nó được đưa đi săn lần đầu tiên. Đi săn bằng đại bàng vàng thường diễn ra vào mùa đông. Con mồi của đại bàng bao gồm cáo, co xác, thỏ và các loại khác. Trong khi đi săn, Alai Kazakh cưỡi ngựa ra ngoài đồng trống mang đại bàng vàng trên vai. Khi thợ săn phát hiện ra con mồi, anh ta cố gắng làm nó giật mình rồi thả nó ra từ vai. Đại bàng vàng bay cao lên trời rồi lao xuống tấn công con mồi một cách đáng kinh ngạc. Đại bàng trở nên rất gắn bó với chủ của chúng. Chúng thực sự thích đi săn cùng với con người. Thường thì chim sống với thợ săn không quá 6-8 năm. Sau đó, người Kazakh thả chúng trở lại tự nhiên để sinh sản thêm. Cần lưu ý rằng tuổi thọ trung bình của đại bàng vàng trong tự nhiên là 30 năm, nên khoảng thời gian ngắn chúng hỗ trợ con người đi săn không ảnh hưởng đến khả năng duy trì nòi giống của chúng. Đi săn bằng đại bàng vàng có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 10 với Kitan, một dân tộc du mục từ Mãn Châu. Thật tuyệt vời khi con cháu của họ hiện đang cố gắng bảo tồn truyền thống này và truyền lại những điều phức tạp của nó cho thế hệ tiếp theo. Người Batak được coi là cư dân bản địa của đảo Sumatra ở Indonesia. Nơi định cư chính của họ là làng Baragi và vùng lân cận hồ Toba. Đáng ngạc nhiên là tổ tiên của người Bắc là các bộ tộc từ miền Bắc Myanmar. Nói cách khác, nguồn gốc của họ bắt nguồn từ dãy Himalaya. Sự phân chia của dân tộc này đã diễn ra từ rất lâu. Trước đây, vào thời kỳ đồ đá mới, kể từ đó người Bắc đã sống trên đảo Sumatra. Dân tộc này được phân biệt bởi sự độc đáo đáng chú ý của họ. Cho đến ngày nay, họ tham gia vào săn bắn, trồng trọt, hái lượm và chăn nuôi. Hơn nữa, họ vẫn tiếp tục thực hiện các nghi lễ của tổ tiên họ. Người Bắc chú ý nhất đến niềm tin vào thế giới bên kia và mối liên hệ của họ với tổ tiên ở đó. Để tang người đã khuất được tiến hành với một số lượng lớn các nghi lễ khiêu vũ. Và các bài hát hiện nay, người Toba Bắc coi mình là những người hòa bình và thân thiện.
Họ cởi mở để giao tiếp và không phải là người man dở. Họ sống trong những tòa nhà đặc biệt, có thể đọc và viết bằng ngôn ngữ của họ. Nhưng đó không phải là phần tồi tệ nhất trong một thời gian dài. Thời người Ba Tác là những kẻ ăn thịt người theo quan niệm của họ. Một người phạm tội sẽ bị hạ xuống ngang hàng với loài vật, và người Bắc ăn thịt động vật, nên họ đối xử với mọi người theo cùng một cách. Đầu tiên là tên tội phạm bị hành quyết công khai, sau đó là một nghi lễ được thực hiện, và cơ thể của hắn bị tiêu thụ. Nghe có vẻ vô cùng tàn ác, nhưng người Bắc hiện đã đảm bảo rằng họ đã từ bỏ tục ăn thịt người từ lâu. Bộ lạc ở tỉnh Chimbo của Papua New Guinea sinh sống một bộ lạc khác thường với những phong tục đáng kinh ngạc. Trong các nghi lễ xua đuổi tà ma, người Papua sơn cơ thể màu đen và sau đó phủ lớp trắng để mô tả bộ xương người. Theo cách này, họ dường như trở thành những cá nhân đã chết, do đó có thể giao tiếp với các linh hồn và trục xuất họ khỏi khu định cư. Chỉ có nam giới từ các cậu bé đến những người đàn ông lớn tuổi mới tham gia vào nghi lễ này, còn phụ nữ bị cấm thực hiện những quyền như vậy. Cho đến những năm 1930, bộ tộc Chimbu vẫn bị cô lập với thế giới bên ngoài và nền văn minh. Họ thù địch với các bộ tộc khác và thường tấn công họ. Mặc dù vậy, khi các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu trên lãnh thổ của họ, người Papua đồng ý liên lạc. Điều này cho phép tìm hiểu thêm về phong tục và cuộc sống nói chung của họ. Ngày nay, bộ tộc Chimbu vẫn tiếp tục sống theo truyền thống của riêng họ. Họ tham gia vào săn bắn nông nghiệp và hái lượm quả mọng trái cây và thịt tạo thành cơ sở cho chế độ ăn uống của họ. Công việc khó khăn nhất trong cộng đồng thường do phụ nữ đảm nhiệm. Trong khi đàn ông bận rộn với việc săn bắn hoặc tham gia vào các nghi lễ, bộ tộc nhanh chóng hiểu rằng khách du lịch mang lại nhiều lợi ích hơn là tác hại, vì vậy họ sẵn sàng thể hiện sự định cư của mình đổi lấy những món quà hữu ích và ngon miệng. Kỳ lạ thay, sự tương tác với thế giới bên ngoài đã ảnh hưởng tích cực đến thái độ của bộ lạc đối với các cộng đồng lân cận khác. Những người bộ xương đã ngừng tấn công và hiện đang sống một cuộc sống yên bình, trong khi vẫn giữ được sự độc đáo của họ. Những người Sentinel là một trong số ít bộ lạc vẫn hoàn toàn từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài ngày nay. Hơn nữa, những người này không chỉ không muốn tương tác với nền văn minh mà họ còn sẵn sàng giết bất kỳ ai bước vào lãnh thổ của họ. Người Sentinel sống trên đảo Bắc Sentinel, thuộc quần đảo Andaman của vịnh Bengal. Hòn đảo này nổi tiếng với những khu rừng nhiệt đới không thể xuyên thủng, mang lại sự an toàn tuyệt đối cho người bản địa. Dân số chính xác của người Sentinel vẫn chưa được biết rõ. Người ta ước tính rằng còn lại khoảng 50 đến 100 người, mặc dù số lượng của họ rất ít. Những người trong bộ tộc này đã sống trên đảo trong một thời gian rất dài. Các nhà khoa học tin rằng người Sentinel là hậu duệ của những người định cư nguyên thủy đầu tiên từ châu Phi. Theo họ, tổ tiên của họ là trong số những người định cư trên đảo khoảng 30.000 năm trước. Lối sống và văn hóa của họ hầu như không được nghiên cứu vì những người này từ chối mọi tiếp xúc với người nước ngoài. Ngày nay người ta biết rằng họ sống theo lối sống nguyên thủy thời đồ đá, săn bắt và hái lượm. Họ sử dụng lửa, có thể đóng xuồng thô sơ để săn cá và động vật thân mềm, đồng thời cũng chế tạo vũ khí đơn giản như giáo và cung. Ngoài ra họ còn sử dụng kim loại tìm thấy gần bờ đảo. Tất nhiên là sau một số vụ đắm tàu, họ đã đưa kim loại đó đến. Những người cổ xưa như vậy từ lâu đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Các nhà nghiên cứu đã từ nhiều cách khác nhau để thiết lập liên lạc. Thường thì họ tặng những món quà khác nhau, công cụ, động vật nuôi, thịt, trái cây và rau quả tươi, thậm chí cả đồ trang sức. Những người canh hòn đảo rất thận trọng với những món quà và chỉ lấy chúng nếu không có người nào ở gần. Khi nhìn thấy các nhà nghiên cứu, họ ngay lập tức bắt đầu tấn công họ bằng cung tên. Điều thú vị là những người bản địa thậm chí còn cố gắng bắn tên vào một chiếc trực thăng bay qua đảo của họ sau trận sóng thần năm 2004. Trên thực tế đã có nhiều vụ giết người khi cố gắng tiếp cận đảo Bắc Sentinel. Người cuối cùng bị Sentinel giết là một nhà truyền giáo người Mỹ 26 tuổi tên là John Allen. Anh đã cố gắng liên lạc với người bản địa hai lần và cuối cùng bị bắn bằng một mũi tên. Chính phủ Ấn Độ không can thiệp vào cuộc sống của những người này và tuyệt đối cấm bất kỳ ai đến thăm hòn đảo. Lý do cho điều này thì ai cũng rõ. Đối với một số bộ lạc sống biệt lập với thế giới bên ngoài, trong suốt lịch sử của họ, việc chạm trán với các nền văn minh có vẻ siêu nhiên, chẳng hạn như tình hình của một số thổ dân từ Melanesia. Sự sốc và kinh ngạc trước những đổi mới và các vật phẩm từ những người phát triển đã ảnh hưởng đến những bộ lạc này, đến mức họ đã tạo ra toàn bộ một phong trào tôn giáo được gọi là giáo phái hàng hóa. Câu chuyện về phong trào này bắt đầu trong Thế chiến thứ hai, khi các căn cứ quân sự tạm thời của Hoa Kỳ được thành lập ở Melanesia. Thỉnh thoảng hàng hóa được thả từ máy bay sẽ rơi xuống các khu định cư của bộ lạc. Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của những người này khi các vật thể kim loại bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Từ đó nhiều vật phẩm có giá trị rơi xuống, quần áo, giao thức ăn và nhiều thứ tự nhiên hơn nữa. Thổ dân tin rằng máy bay là các vị thần gửi cho họ những món quà quý giá. Sau đó cư dân bộ lạc nhận thấy rằng những món quà như vậy thường xuyên được gửi đến các vùng lãnh thổ có quân đội. Thổ dân coi người Mỹ là những cá nhân có liên hệ với các linh hồn và bắt đầu bắt chước hành động của họ. Bản sao của các tháp canh xuất hiện trong các khu định cư cũng như các công trình bằng rơm mô phỏng máy bay. Điều đáng kinh ngạc nhất là họ bắt đầu vẽ chữ Hoa Kỳ lên ngực của họ.
Có lẽ coi đó là một hình xăm đặc biệt giúp kết nối với các linh hồn khi chiến tranh kết thúc và các căn cứ tạm thời đóng cửa. Những món quà cho tổ dân đã ngừng lại bất kể những người này đã thử. Hàng hóa không bao giờ xuất hiện nữa. Điều dễ hiểu là tổ dân đã rất khó chịu, nhưng không ngừng cố gắng kết nối với các linh hồn bằng cách bắt chước quân đội Hoa Kỳ. Cuối cùng họ cáo buộc những người lính đã đánh cắp những vị thần này. Ngày nay thuật ngữ tục sùng bái hàng hóa vẫn được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày. Nó có nghĩa là sao chép một cách mù quáng hành động của người khác mà không hiểu sâu sắc về quá trình này. Người Mosua là một nhóm dân tộc nhỏ nhưng đáng chú ý và độc đáo. Một phần của người Nai ở Trung Quốc. Họ sống gần hồ Lugo ở dãy Himalaya gần biên giới Tây Tạng. Dân số của họ khoảng 57.000 người. Người Mosua được phân biệt bởi văn hóa, phong tục và trang phục truyền thống. Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của họ là lễ kỷ niệm tuổi trưởng thành diễn ra ở độ tuổi 13. Cho đến độ tuổi này, trẻ em cả nam và nữ đều mặc quần áo giống nhau và sau khi trưởng thành, trẻ em gái được mặc váy, trong khi trẻ em trai được mặc quần dài. Một đặc điểm chính của người Mosua là xã hội mẫu hệ của họ. Phụ nữ nắm giữ quyền lực trong gia đình và quyền thừa kế được truyền lại cho dòng dõi nữ. Hơn nữa, người Mosua thực hành cái gọi là hôn nhân đi bộ. Nói cách khác là người chồng chỉ về thăm vợ vào ban đêm và dành phần thời gian còn lại ở nhà riêng. Vì lý do này, trẻ em hiếm khi biết cha của chúng, mặc dù người địa phương, phụ nữ ưa chuộng phong tục này vì nó cho phép họ có mối quan hệ với nhiều đối tác. Họ tin rằng những mối quan hệ tự do như vậy sẽ loại bỏ sự ghen tuông và những tranh chấp gia đình liên miên. Trang phục của người Mosua rất ấn tượng vì bạn có thể thấy những cô gái và phụ nữ này mặc váy như thể họ đến với chúng ta từ quá khứ xa xôi. Nhưng đây là mốt của những người phụ nữ này và cần lưu ý rằng nó trông rất hấp dẫn. Tôn giáo cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của người Mosua. Đức tin của họ kết hợp các yếu tố của tôn giáo ràng buộc và Tây Tạng. Phật giáo ban đầu người Mosua chỉ theo tôn giáo trái ngược, dựa trên niềm tin vào linh hồn, thờ cúng tổ tiên và tôn kính nữ thần Mẹ. Theo thời gian, Phật giáo cũng trở thành một phần trong đức tin của họ. Hiện nay, vùng lãnh thổ nơi người Mosua sinh sống đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch và nơi du lịch hướng đến. Sự thoải mái của nền văn minh thường đi kèm với tình trạng này, khiến những người lớn tuổi trong bộ tộc lo lắng rất nhiều vì họ lo lắng về việc bảo tồn bản sắc và văn hóa độc đáo của họ. Nhiều người tin rằng, đại diện của nền văn minh Inca vĩ đại đã biến mất khỏi bề mặt trái đất từ lâu. Tuy nhiên điều này không đúng, con cháu của họ vẫn tiếp tục sống ở một trong những vùng xa xôi nhất của dãy Andes ở Peru. Những người này được gọi là Cero. Hiện tại Cero được coi là một nhóm dân tộc có nguy cơ tuyệt chủng, dân số của họ không quá 600 người. Tất nhiên ngày nay những cá nhân này không còn vĩ đại như tổ tiên của họ. Vào cuối những năm 1980, họ đã phải chịu sự đàn áp và hủy diệt, buộc họ phải rút lui sâu vào rừng nhiệt đới. Mặc dù xa xôi với nền văn minh, nhưng người Cero vẫn xây dựng nhà ở cho mình và nuôi gia súc, đặc biệt là alpaca. Họ cũng không từ chối sự hỗ trợ của chính phủ Peru, nơi cung cấp cho họ nước uống và một số vật dụng gia đình. Mặc dù người Cero không từ chối tiếp xúc với nền văn minh, nhưng họ cố gắng bảo tồn phong tục, văn hóa và bản sắc của mình. Những người này không có tôn giáo cụ thể nhưng tự coi mình là người có tâm linh cao. Một số thành viên của nhóm này đã theo đạo Thiên Chúa. Sau khi các nhà truyền giáo đến, các nhà lãnh đạo tinh thần của họ được gọi là các linh mục và họ không có bất kỳ nghi lễ pagan nào trong một thời gian dài. Cero vẫn là một dân tộc vô danh. Tuy nhiên vào năm 1949, một nhà khoa học đang khám phá các khu rừng nguyên sinh của dãy Andes, Oscar Nun đã nghe thấy tiếng nói của những người nói một ngôn ngữ tương tự như ngôn ngữ của người Inca. Ông đã rất ngạc nhiên về điều này và cố gắng thiết lập liên lạc với những người này. Đáng ngạc nhiên là họ không hề thù địch và tiết lộ rằng một số người Inca đã sống sót bằng cách ẩn náu trong những khu rừng rậm rạp và các vùng cao, cuối cùng hình thành nên bộ tộc K-I-A-O. Chắc chắn những cá nhân này có thể tự xưng là hậu duệ của người Inca bảo tồn văn hóa ngôn ngữ và phong tục của họ. Tuy nhiên họ đã chọn cách tách biệt khỏi thế giới này để tiếp tục dòng dõi của một trong những đế chế vĩ đại nhất cư trú tại Peru. Người Chukchi là một nhóm người bản địa nhỏ ở Đông Bắc Á. Hầu hết trong số họ hiện đang cư trú tại Okrug tự trị Chukotka ở Nga. Dân số của người dân không vượt quá 16.000 cá nhân. Lịch sử của nguồn gốc của người Chukchi vẫn còn phần lớn chưa được biết đến. Người ta tin rằng họ xuất hiện ở vùng Chukotka vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Kể từ đó lối sống và văn hóa của họ vẫn hầu như không thay đổi ngoại trừ việc trường học và bệnh viện được đưa vào một số khu định cư. Vào thế kỷ 20, ngày nay, người Chukchi được chia thành hai nhóm dựa trên hoạt động của họ. Người chăn tuần lộc Chuki tham gia vào việc chăn nuôi tuần lộc. Những loài động vật này không chỉ là nguồn cung cấp thịt và sữa cho họ, mà còn là phương tiện vận chuyển. Người Chukchi ven biển tham gia săn bắt động vật biển vào mùa đông và mùa xuân. Họ săn hải cẩu và cá voi. Vào mùa hè và mùa thu, họ săn hải mã và cá voi trong một thời gian dài. Họ sử dụng lao móc và giáo để săn bắn, nhưng cuối cùng họ đã có được vũ khí giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình săn bắn.
Người Chukchi sống trong những ngôi nhà gọi là Ura. Đây là những chiếc lều hình đa giác được phủ bằng da tuần lục. Lều Uranga được quấn bằng dây đai, bên ngoài có gắn đá, cấu trúc như vậy chịu được gió mạnh. Bên trong lều Uranga được chia thành nhiều phần, và một không gian sống được sưởi ấm gọi là Uranga và một phần phía trước gọi là Chagan. Ở giữa có lửa thắp sáng, khu vực sinh hoạt của Uranga rất ấm áp, trang phục nhẹ. Mặc dù người Chuki không từ chối nền văn minh và tương tác với thế giới bên ngoài, thế giới của họ vẫn trung thành với truyền thống và phong tục của họ, và đó là tất cả những gì gió documentary chia sẻ tới bạn. Nếu bạn thích video này đừng quên đánh giá, đăng ký kênh và nhấn chuông. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình. Biên tập video được thực hiện bởi Phong Núi.